Cô Hương xin chào tất cả các bạn học sinh khối lớp 5 đã đến với tiết học mỹ thuật ngày hôm nay. Các em có biết không, khi nhắc đến tranh trừu tượng thì các em sẽ nghĩ ngay tới một cái họa sĩ rất là nổi tiếng, đó chính là họa sĩ Jackson Pollock. Và ông là một họa sĩ Mỹ và rất nổi tiếng trong cái trường phái này. Và ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em về chủ đề một màu sắc và sự đối xứng trong trang trí. Trước tiên thì cô sẽ giới thiệu cho các em về người họa sĩ rất là nổi tiếng trong trường phái này. Đầu tiên đó là một số tác phẩm của họa sĩ Jackson Pollock. Thì họa sĩ Pollock sinh vào đầu năm 1912 ở Mỹ và mất vào mùa thu năm 1956. Và thời điểm hưng thịnh của chủ nghĩa trừu tượng đối với nghệ thuật thế giới thì Pollock là một họa sĩ có uy thế, là hình ảnh chủ chốt trong chủ nghĩa biểu hiện tranh trừu tượng. Một trong những bức tranh của Pollock đã tạo nên danh tiếng cho ông với bút pháp kỳ lạ vào thời đó, chính là vẽ bằng những cái vệt sơn rơi rớt. Pollock là con trai thứ năm và nhỏ nhất nhà. Vào năm lên một thì ông theo gia đình chuyển tới California. Cha của ông thì xuất gia xứ là một nông dân về sau. Thì ông trở thành một thanh tra đất cho chính phủ. Và chính từ cái thời niên thiếu, Jackson Pollock thường đi với cha của mình vào những cái dịp khảo sát đất, thì ông được tiếp xúc với người dân Mỹ và nghệ thuật bản địa, mà sau này thì ảnh hưởng đến công việc của ông. Và những năm kế tiếp thì ông Pollock theo anh trai đến New York và cư ngụ tại đó. Ông bắt đầu nghiên cứu hội họa từ năm 1929 và tại trường liên kết sinh Việt nghệ thuật ở New York, dưới sự hướng dẫn điều hành của họa sĩ địa phương. Thì trong những năm 1930 thì ở trường này thì Pollock đã chịu ảnh hưởng của họa sĩ chuyên vẽ tranh tường của Mexico như Orozco, Rivera. Và trong suốt cuộc đời của mình thì Pollock rất là nổi tiếng, và nổi tiếng ở ông đó chính là cái bộ dụng cụ đặc biệt để vẽ tranh. Ông có thể là dùng một vật dụng nào đó, có thể cây cọ vẽ lớn này, hoặc là chổi, hoặc là ca nhựa múc nước. Đôi khi thì thay vì dùng bút vẽ mềm để quét sơn, ông thì ông dùng cái gậy, cái que, hoặc là nhiều khi quăng cả cái con gà tây và nhúng sơn vào và ông vẽ lên. Và đó chính là cái trường phái rất là khác biệt, một cái nét bút rất là khác biệt của ông so với những cái họa sĩ khác. Và trên bảng của các con, đây là những cái bức tranh nổi tiếng của ông. Thì khi mà nhìn vào bức tranh trừu tượng thì các bạn đòi hỏi cái người nhìn, người xem, chúng ta phải tưởng tượng ra, là tưởng tượng ra trong đó người họa sĩ muốn truyền tải điều gì, thay vì những cái bức tranh truyền thống. Ví dụ như là khi mà vẽ tranh về quê hương thì chúng ta có các cái cảnh vật về cây cối, nhà cửa, ruộng đồng, đúng không nào? Nhưng mà trong cái tranh vẽ trừu tượng này thì bằng những cái vệt sơn, đòi hỏi người nhìn chúng ta phải tưởng tượng trong đó ra đó là những cái hình ảnh gì. Có khi thì là nhìn vào giống như những con vật, có khi thì nhìn vào là những cái chú cá đang bơi lội, đúng không nào? Và mỗi một người thì có những cái cách suy nghĩ khác nhau. Và khi mà tập trung thì chúng ta chú ý vào những cái màu màu sắc, và bỏ qua các cái phần còn lại để mà chúng ta tập trung nhìn vào cái chủ yếu là màu sắc là chính. Và tranh này thì chúng ta đã được học rất là nhiều rồi, tranh trừu tượng hay còn gọi là tranh vẽ theo nhạc. Thì tranh vẽ theo nhạc là như thế nào? Chúng ta cùng nhắc lại một số kiến thức về cái tranh vẽ này, đúng không nào? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lắng nghe và vận động, di chuyển theo nhạc. Khi mà cô ở trên lớp cô bật nhạc nhanh thì chúng ta vẽ nhanh, còn khi cô bật nhạc chậm thì chúng ta sẽ vẽ từ từ, nhẹ nhàng. Cái điều này thì chúng ta thực hiện thường xuyên ở trên lớp rồi, đúng không nào? Nhưng mà chúng ta thường là nghe đây là bức tranh vẽ theo nhạc. Mà bên cạnh đó thì chúng ta còn có tên gọi khác, đó là tranh vẽ trừu tượng. Và sáng tạo hình ảnh thì trong những cái bức tranh này thì sáng tạo chính là cái điểm chủ yếu. Hình ảnh là pha trộn được từ rất là nhiều màu sắc.
Lúc đầu thì chúng ta có thể là chọn những cái gam màu nóng, rồi sau đó chúng ta sẽ chọn những cái gam màu lạnh phối hợp với nhau và sử dụng để trang trí. Rồi sau đó thì chúng ta trình bày. Đây đây là một số bức tranh mà các bạn học sinh đã vẽ theo nhóm và là lên trình bày. Nhìn qua những cái bức tranh này, chúng ta thấy những cái mảng màu rất là sống động. Nhìn các cái mảng màu đang nhảy múa luôn đúng không nào? Nhìn vào đây mỗi một bạn sẽ có cái cách nhìn khác nhau. Trên lớp thì thường là chúng ta sẽ vẽ xong là chúng ta sẽ trình bày luôn đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn qua cái bài giảng ghi hình như thế này, và các con hãy tưởng tượng ra trong các cái bức tranh này, họa sĩ, các bạn họa sĩ nhí của chúng ta đã thể hiện nội dung gì trong những cái bức tranh này nhé. Riêng cô thì cô đã có những cái câu trả lời cho mình rồi. Các bạn hãy chia sẻ những cái hình ảnh mà các con nhìn thấy, tưởng tượng được ở trong bức tranh này. Hãy chia sẻ cùng gia đình, với anh chị em, ba mẹ, ông bà của mình nhé. Đây, đây là một số sản phẩm vẽ theo nhạc. Nhìn vào đây các con thấy sự khác biệt không nào? Bạn nào biết thì chúng ta trả lời cho cô câu hỏi này nào. Rất là giỏi, đó là một sự vẽ tranh có hai gam màu đối lập nhau. Đầu tiên đây là bức tranh chúng ta nhìn thấy có rất nhiều màu sắc gam lạnh đúng không nào? Còn ở bên đây đó là chúng ta nhìn thấy gam màu nóng nhiều hơn. Như vậy thì trong tranh các con có thể sử dụng gam màu nóng hoặc là gam màu lạnh tùy mình, nhưng mà trong gam màu lạnh chúng ta cũng điểm thêm một xíu màu nóng, trong gam màu nóng thì chúng ta cũng điểm thêm một chút xíu gam màu lạnh vào để cho bức tranh nó thêm sinh động và rất là hài hòa. Cảm nhận về màu sắc thì chúng ta trong tranh thì chúng ta phải biết cảm nhận về gì nào? Đó là sáng tối, nóng lạnh, bổ túc, tương phản, hòa sắc. Ở đây bạn nào có thể nhắc lại cho cô được các cái màu nóng là những màu nào, các màu lạnh là những màu nào và gam màu bổ túc là những màu nào không? Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời cho cô nào. Như vậy thì gam màu nóng là những cái gam màu gây cho ta cảm giác ấm nóng, ví dụ như là màu đỏ hoặc là những cái tông màu vàng đúng không nào, màu hồng. Rồi ví dụ như gam màu lạnh đó là những cái gam màu xanh lam, màu tím. Vậy các cái cặp màu bổ túc tương phản bạn nào còn nhớ không, nhắc lại cho cô nghe nào. Chính xác, đó là các cái cặp màu bổ túc, đó là màu đỏ với xanh lục, xanh lam và da cam, màu vàng với màu tím đúng không nào. Đó là những cái cặp màu bổ túc tương phản, khi đứng cạnh nhau thì nó làm sẽ cho tôn cái bức tranh của nhau lên và làm cho bức tranh trở nên sinh động. Và trong những cái bức tranh này cũng vậy, có gam màu tối, có gam màu sáng, rồi có nóng, có lạnh, có bổ túc, có tương phản, có hòa sắc, giữa gam nóng và gam lạnh. Đó là những cái điểm nổi bật trong tranh trừu tượng. Tiếp theo đây cô sẽ giới thiệu cho các bạn xem một số cái tác phẩm sáng tạo sản phẩm từ tranh vẽ theo nhạc. Bạn nào có thể cho cô biết đây là tranh vẽ gì nào? Đúng rồi, đây là bạn sáng tạo sản phẩm, đây không phải là tranh vẽ nha, đây là bức tranh vẽ theo nhạc. Sau đó là bạn sẽ sử dụng cắt hình ra, tạo thành cái bình và những bông hoa lung linh khoe sắc. Đây là hoa sen, và tạo nên một bức tranh tĩnh vật rất là đẹp. Rồi đây là một bức tranh trừu tượng ha. Đây là bức tranh mùa xuân, cũng là tranh vẽ trừu tượng với những cái màu gam màu thể hiện cho mùa xuân. Đó các bạn vẽ rất là sinh động với những cái gam màu sáng và tối, nóng và lạnh hòa quyện với nhau, cặp màu bổ túc tương phản. Tiếp theo đây là cái gì nào các bạn? Chính xác, bạn đã vẽ ra một cái chiếc giày, một cái chiếc giày trên cái nền vẽ và chân theo nhạc. Sau đó bạn cắt ra
và bạn dán lên một cái tờ giấy trắng để tạo nên cái tác phẩm. Các bạn có thể là nhìn vào đây là biết rõ được nội dung của bức tranh rồi đúng không? Rồi tiếp theo đây là một bức tranh trừu tượng, là bức tranh mẹ tôi. Nhìn vào đây chúng ta nhìn thấy cái khuôn mặt người không ạ? Đó, đây là một bức tranh mẹ tôi. Đòi hỏi người nhìn nhìn vào chúng ta có những cái cảm nhận và suy nghĩ riêng của mỗi người về cái bức tranh này. Một người mẹ rất là hiền lành, khuôn mặt phúc hậu đúng không nào? Và nhìn sâu thì chúng ta mới cảm nhận được trong này có một hình ảnh gợi lên đó là con người. Như vậy khi mà vẽ tranh truyền thống thì chúng ta sẽ nhìn rõ được mắt, mũi, miệng, đầu, tóc, rồi thân người. Nhưng mà đối với bức tranh trừu tượng thì chúng ta phải nhìn thật là kỹ, nhìn các gam màu thì chúng ta mới tưởng tượng ra. Tương tự đây là bức tranh tĩnh vật, và bạn phối hợp giữa giấy vẽ thủ giấy thủ công và những cái bông hoa được bạn cắt ra từ những tranh vẽ theo nhạc. Đây là một số tác phẩm khác, đây là một số tác phẩm khác được tạo ra từ tranh vẽ theo nhạc, hay còn gọi là tranh vẽ trừu tượng. Mặt nạ da người, nhà xuất bản. Đây là một cái bạn đã trang trí cái bìa không? Trang trí cái bìa sách đó. Đó. Trang trí bìa sách ha. Rồi. Đây cũng vậy, trang trí các cái bìa sách luôn. Rồi đây là bức tranh luôn. Bức tranh về một cái ngõ ngõ hẻm. Hình ảnh đó là nhìn vào là thấy các cái cột điện này, rồi có con chim này. Và chúng ta nhìn kỹ chúng ta mới thấy được. Tranh trừu tượng là chúng ta phải nhìn lâu. Còn những bức tranh mà vẽ tranh truyền thống thì khi nhìn vào chúng ta đã thấy đó là thể hiện nội dung gì rồi. Đây là bức tranh về cây. Bạn đặt tên là Quân Tử. Rồi tiếp theo đây là Vu Lan lễ hội. Trong cái bức tranh vẽ theo nhạc thì bạn nó vẽ lên những cái hình ảnh thả hoa đăng này. Nhìn kỹ thì các bạn mới thấy ha. Rồi đây, đây cũng vậy, vẽ về một bức tranh rất là nhiều màu sắc, nhiều hoa cỏ, nhưng mà nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Tiếp theo đây là một số sáng tạo từ những cái tranh vẽ theo nhạc đó, các bạn tạo ra những cái bức tranh phong cảnh nè, rồi mê cung nè, rồi các cái hình ảnh con người này, đôi mắt, rồi về về trang trí bìa sách chẳng hạn, về cuộc đời đó, hình ảnh chân dung của một người nào đó thể hiện được qua cái tranh vẽ trừu tượng này, rồi thể hiện rừng, một rừng cây đó, với rất là những hình hình tượng rất là đơn giản nhưng mà tạo nên một bức tranh vô cùng sống động với những cái đường nét bay lượn uốn lượn, mà nhìn vào chúng ta cảm thấy rất là vui mắt đúng không nào? Đây, đây tiếp theo là cô giới thiệu cho các bạn thêm một số bức tranh được vẽ tạo nên từ tranh vẽ trừu tượng, tranh vẽ theo nhạc. Đó, đây là một cái mà bông hoa sen rất là đẹp đúng không? Có cái khóa nhạc nè, tranh tĩnh vật nè, Biển Đông dậy sóng. Nhìn vào từ những cái mảng màu thì bạn đã tạo nên những cái cột sóng, con sóng rất là uyển chuyển, rất là sống động ở đây. Mắt bão thì chân của bạn đó là bạn vẽ một cái con mắt, và khi bão tới thì là người dân rất là cực khổ, và những cái cánh tay đưa lên gửi gắm vào đây rất là nhiều nội dung mà các bạn xem tranh các bạn phải tưởng tượng thì các con mới nhìn ra được cái bức tranh trừu tượng này. Tiếp theo cô giới thiệu thêm một số bức tranh về tranh vẽ theo nhạc. Đó, tranh vẽ theo nhạc thì ứng dụng tạo ra sản phẩm trang trí tranh tĩnh vật như hồi nãy cô nói rồi ha. Rồi cái quạt này, rồi hình trái tim, hình ảnh về một người nào bạn yêu mến á, về hình ảnh xe cộ, hình ảnh cảnh vật,
trên trên thuyền trên sông Hương. Rồi đây là một bức tranh về phố cổ ha, rồi mũ nón. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm những cái hình ảnh khác mà mình sáng tạo theo ý thích của mình. Tiếp theo chúng ta qua hoạt động 2. Bài này thì nó liên kết giữa phần trang trí vẽ các sản phẩm, vẽ theo nhạc, cũng như là liên quan tới các cái bài đối xứng trong trang trí. Thì ở đây cô sẽ giới thiệu cho các bạn về hình trang trí hình vuông, trang trí hình tròn, như là trang trí hình chữ nhật. Thì những bài này thì mình đã được học rất là nhiều rồi, và ở đây cô muốn nhắc lại cho các con để chúng ta nhớ và khắc sâu hơn, sử dụng những cái họa tiết trang trí từ những cái sản phẩm vẽ theo nhạc, hoặc là các con sáng tạo họa tiết nhiều tầng lớp hơn, nhiều lớp hơn so với các cái lớp mà 1, 2, 3, 4. Thì đối với lớp 5 thì cô đòi hỏi yêu cầu cao hơn một chút xíu, là mình sẽ sáng tạo nhiều lớp hơn nè. Thì các bạn quan sát ở đây và cho cô biết nào, nhắc lại nào, hình ảnh họa họa tiết chính ở trong các cái bức hình này đó là gì nào? À rồi, rất là giỏi, cô tuyên dương tất cả các bạn. Đó là chúng ta sẽ nhìn thấy những cái nào, họa tiết nào mà to, rõ, thông thường nằm chính giữa thì đó gọi là họa tiết chính. Và được trang trí bằng các mảng, mảng chính và mảng phụ. Mảng chính nè, là các cái mảng như thế này, to rõ nằm chính giữa. Mảng phụ là nhỏ hơn, được đặt xung quanh, được không nè? Rồi. Và các cái mẫu họa tiết này thì được thể hiện theo nguyên tắc cơ bản, đó là gì? Đăng đối, đăng đối, đăng đối, tức là đối xứng nhau qua trục đó. Rồi xen kẽ, xen kẽ, rồi nhắc lại, nhắc lại, chúng ta nhìn thấy lặp lại ở trong các cái hình này đó. Và trang trí các cái mảng hình không có đều nhau để tạo nên một cái trang trí hình vuông, hình tròn theo các cái quy luật, hoặc là trang trí theo không theo quy luật. Có rất là nhiều cái cách để chúng ta thực hiện trang trí này. Và các bạn hãy cho cô biết, trong trang trí hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật thì người ta thường sử dụng các họa tiết gì để trang trí, và màu sắc thì như thế nào? Bạn nào biết có thể cho cô biết nào. À như vậy thì thường sử dụng họa tiết để trang trí đó là hoa lá hay là con vật, nhưng mà sử dụng cách điệu, tức là từ những cái hoa lá ở ngoài đời thực thì người ta cắt điệu đi, người ta biến tấu đi, nhưng mà nhìn vào vẫn biết đó là hoa, đó là cái lá, và để người ta sử dụng trang trí vào trong trang trí, ứng dụng vào trong trang trí hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật. Và màu sắc được sử dụng ở trong này thì như thế nào? À đó chính là màu sắc, đó là có sự sử dụng, sự tương phản. Ví dụ như họa tiết chính mà nó màu sáng thì nền nó phải tối, hoặc ngược lại, hoặc là sử dụng các cặp màu bổ túc tương phản để nó làm tôn nhau lên, để nó làm nổi bật nhau lên. Các bạn lưu ý cho cô phần này. Các đồ vật được trang trí ứng dụng từ trang trí hình chữ nhật cơ bản, nhưng tùy từng đồ vật mà linh hoạt trang trí theo nội dung của nó. Đặc điểm chung thì mảng chính ở giữa được vẽ to, họa tiết màu sắc thường được sắp xếp đối xứng qua trục. Màu sắc có đậm nhạt làm rõ trọng tâm. Như hồi nãy cô đã phân tích cho các con, nhưng mà các con phải lưu ý cái phần này để mình làm bài không có bị sai ha. Sau đây cô sẽ cho các bạn xem một số bài vẽ của học sinh năm trước. Đây là các bạn sử dụng trang trí hình chữ nhật, trang trí hình tròn để thể hiện vào trong bức tranh của mình. Họa tiết của các bạn sử dụng ở đây là gì nào các con? Đúng rồi. Họa tiết sử dụng ở đây là các bạn sử dụng các cái hoa lá cách điệu, sử dụng các cái gam màu như thế nào? Gam màu tương phản, đúng không ạ? Gam màu tương phản rất là mạnh, có những cái hòa sắc. Nhưng ở đây thì hòa sắc nó đều nhau, sử dụng gam màu nóng nhiều hơn. Rồi ở đây thì sử dụng các cái
hình ảnh con vật và hoa lá cách điệu xen kẽ với nhau để tạo nên một bức tranh, một bức trang trí rất là đẹp, nhìn vào rất là hài hòa, mát mắt, đúng không nào, thu hút người nhìn. Tiếp theo là cách vẽ, bạn nào có thể nhắc lại cho cô để trang trí được một hình tròn hay là trang trí một hình vuông hay hình chữ nhật thì chúng ta sẽ trải qua mấy bước và đó là những bước nào nào? Bạn nào có thể nhớ và nhắc lại cho cô? À, cô cảm ơn các con. Như vậy, các bước vẽ thứ nhất đó là chúng ta sẽ trải qua 6 bước. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ khung hình chữ nhật hoặc là hình tròn, hình vuông. Thứ hai là kẻ trục đối xứng. Thứ ba là phát bố cục. Thứ tư là chọn họa tiết trang trí, ví dụ như hoa, lá, con vật. Rồi thứ năm đó là sắp xếp họa tiết để cho nó cân đối và chỉnh sửa, xóa đi những cái nét dư thừa. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ vẽ màu. Lưu ý ở bước vẽ màu này thì các con sẽ sử dụng các cặp màu bổ túc tương phản hoặc là gam màu nóng, gam màu lạnh để nó làm tôn nhau lên. Nếu họa tiết chính mà màu sáng thì nền tối, còn nếu họa tiết chính mà màu tối thì nền sáng để cho bức tranh nó rõ cái họa tiết chính. Bài tập ngày hôm nay cô yêu cầu đối với các con đó là thực hiện sử dụng tranh vẽ theo nhạc và tạo ra các sản phẩm ứng dụng vào các sản phẩm trang trí. Cô ví dụ như trang trí mũ, cặp sách, bìa sách, tranh tĩnh vật, đồ dùng học tập như hồi nãy cô đã hướng dẫn. Thì các con sau khi vẽ tranh theo nhạc, các bạn ở nhà chúng ta bật nhạc lên, có thể là cùng em mình, cùng gia đình của mình hãy vẽ tranh theo nhạc. Sau đó các bạn sẽ tạo ra các cái sản phẩm để sử dụng trang trí bìa sách hay là cặp mũ như hồi nãy mà mình đã học rồi ha. Thứ hai đó là các con sẽ thực hiện trang trí một cái hình tròn, một hình vuông và một hình chữ nhật vào giấy A4 hoặc là vở luyện tập mỹ thuật lớp 5. Thì mỗi bài thì các bạn sẽ sử dụng cho cô mỗi trang một trang giấy ha. Ví dụ như hình tròn là một trang, hình vuông một trang, hình chữ nhật một trang. Sắp xếp cân đối vừa với cái khổ giấy, đừng có quá to quá vượt ra khỏi khổ giấy hoặc là đừng quá nhỏ so với khổ giấy. Cái này thì ở trên lớp cô đã nhắc rất là nhiều rồi ha. Cái thứ ba là chúng ta sẽ thực hiện vẽ tiếp họa tiết vào trang 8, trang 9 vở mỹ thuật tập 1 lớp 5. Và các bạn lưu ý cho cô, ở sau khi các con thực hành xong thì các con sẽ chụp hình và gửi lại cho cô, nộp lại cho giáo viên chủ nhiệm của mình, chụp hình gửi lại và để cô đánh giá và nhận xét. Ha. Tiết học ngày hôm nay của cô đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào mà không hiểu hay là còn gì băn khoăn chưa có rõ thì các bạn có thể là nhắn tin hỏi cô ha. Giờ học đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc tất cả các bạn chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các bạn ở tiết học sau nhé. Xin chào.